Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán đại từ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán đại từ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán đại từ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán đại từ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán đại từ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán đại từ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán đại từ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán đại từ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly,
chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán đại từ, hoặc hữu vi, hoặc vô vi. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc hữu vi, hoặc vô vi. Chẳng nên quán đại từ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Chẳng nên quán đại từ, hoặc sanh, hoặc diệt. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc sanh, hoặc diệt. Chẳng nên quán đại từ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán đại từ, hoặc có tội, hoặc không tội. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc có tội, hoặc không tội. Chẳng nên quán đại từ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não. Chẳng nên quán đại từ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán đại từ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán đại từ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán đại từ, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán đại từ, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc vui hoặc khổ. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc vui hoặc khổ. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc có tướng hoặc không tướng. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc có tướng hoặc không tướng. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc có nguyện hoặc không nguyện. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc có nguyện hoặc không nguyện. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.